dạy cho người ta làm. Lại lên, bước lùng lắm. Trời ơi, chàng trai hoa cúc. Đây, nhanh, lại lên. Ơi, dạy cho người ta làm. Hay, trời ơi, các bạn thấy không? Siro buổi sáng á, Siro không chịu dậy gì hết luôn á, mà hôm nay lại là sinh nhật của team nữa. Cái video clip này mình quay cho bạn coi á là chuẩn bị sinh nhật của Hero Team vào tối ngày hôm nay. Mình chắc là hôm trước các bạn cũng xem livestream rồi, nhưng mà mình đã nói rồi, tới đợt vlog lần này là mình quay toàn bộ tất cả những cái gì liên quan đến hậu kỳ để cho các bạn có thể được biết là đằng sau cái màn trình diễn của Hero Team ở trên livestream thì chúng mình đã phải vất vả khổ sở như thế nào. Đấy, nhìn cái mặt nó kìa, đậu xanh nó. Đấy, đây mặt Rô lúc mà mình gọi dậy, bây giờ trông tươi tỉnh hẳn lên một tí rồi. Thì ở xung quanh đây là các bạn đang nhìn thấy không? Mình có rất nhiều bóng bay luôn. Anh thợ bơm bóng bay mà mình, đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến người ta làm một cái khung bóng bay luôn nha các bạn. Các bạn, người ta làm tài lắm. Quả to, quả nhỏ người ta bơm lên thôi. Sau lúc xong người ta lấy cái cuộn chỉ các bạn. Các bạn nhìn thấy cái cuộn chỉ trắng trắng không? Người ta cuốn vô một cái là nó thành ngay một cái chùm bóng bay to rồi. Phong cận ở đây cảm thấy rất là thích thú cái chùm bóng bay còn tưng tưng nữa chứ. Ở bên kia các bạn đang nhìn thấy một cái người anh em của mình tên là Thành Redfield. Bạn này là một trong những bạn cục trưởng của server Hero MC, lo tất cả nhiệm vụ trong server và đặc biệt là bạn ý có khả năng liên quan đến việc cast giải, nên là ngày hôm đấy mình đã đợi đặc biệt là mời Thành về để Thành có thể set up cho bọn mình cái kèo livestream ở trên kênh của Hero Team trong buổi tối sinh nhật ngày hôm đó. Qua video này thì cũng cảm ơn Thành rất là nhiều nhá. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng thì cái chùm bóng bay lớn kinh khủng khiếp này nó cũng đã được hoàn thành rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nào, sau đó anh thợ bơm bóng bay đã treo nó lên, nhìn đúng đẹp luôn. Mình thì đứng dưới chả biết làm gì, cứ đứng ngung ngang nguẩy lắc thôi, bởi vì mình đâu biết làm bóng bay đâu trời. Các bạn nhìn nào, đó, đôi chân dài đầy lông xuất xinh của Nhật đó, đẹp không? Đẹp vãi cả chuối luôn anh em. Mình đẹp số 2, không ai số 1. Nói chung là nói tào lao ấy thôi. Chứ còn cái quá trình bơm bóng bay nó cũng lâu phết luôn, bởi vì mình phải ngồi mình trông coi người ta làm thế nào, có đẹp hay không. Đây là cái giai đoạn mà người ta đang bơm cái chữ gọi là Hero Team lên. Đó, Happy Birthday Hero Team 2 tuổi. Các bạn nhìn thấy không? Trông rất là gọi là mình đang thua nhanh thôi, nhưng còn thực ra là cái đoạn này á là mình ngồi chờ đâu đấy cũng phải đâu khoảng 1 tiếng đến tiếng rưỡi lận đó các bạn. Người ta bơm từng quả bóng bay, bơm từng cái con chữ lên nhìn cực kỳ thú vị luôn. Mà mình nghĩ rằng là đây cũng là lần đầu tiên mình được chứng kiến một người set up một cái phông hay một cái background bằng bóng bay, nó kiểu như vậy, nhìn trông rất là thú vị. Đôi khi cái việc mình ngồi ngắm người ta không thôi, từ cái cách mà người ta bơm bóng bay mà có một cái máy nó hỗ trợ thôi mình đã thấy nó lạ rồi. Bây giờ từng cái chữ này được bơm lên nhìn trông nó cũng rất là thú vị. Và sau đó một hồi thì cuối cùng bọn mình cũng đã có được một cái phông background đằng sau có chữ Hero Team và một cái con số 2 tượng trưng cho 2 tuổi của Hero. Và bọn mình cũng đã có thêm một số những đồ vật trang trí khác trong cái buổi này, nhưng mà chắc là mình không đưa lên livestream các bạn không thấy đâu. Và đây là một trong những số đó. Một cái chày. À không, không phải một cái chày. Đúng hơn, nó là một lon bia. À không phải một lon bia, mà là một chai bia. Ôi trời ơi. Và bên cạnh đấy nữa thì còn có một cái vương miện màu vàng. Và bên dưới xung quanh các bạn nhìn thấy ở bên dưới chân mình không? Rất là nhiều những cái ngôi sao ở xung quanh luôn. Những ngôi sao này sẽ được trang trí là ở xung quanh cái chữ Hero, làm cho cái phông background của chúng ta trở nên đẹp hơn, cute hơn và sang xịn mịn hơn. Đám con gái thì sau một hồi mình trang trí gần hết rồi, các bạn nhìn đằng sau kìa. Đó, trang trí xong hết rồi. Bắt đầu đám con gái nó mới vác chân xuống. Các bạn nhìn thấy không? Đứa nào đứa nấy mặt cũng ngợt ra, đầu tóc thì rối bù xù luôn nha các bạn. Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã có một cái phông hoàn chỉnh rồi. Rất nhiều bóng bay xung quanh và có chữ Hero Team 2 tuổi chính giữa cái gì ba? Alo? Gì vậy? Tổng săn nó hay dùng thực chứ? Ok các bạn ơi, và bây giờ mình đã làm xong rồi anh em ạ. Ở hôm nay thì đã trang trí xong cho Hero Team. Và Siro thì cũng đã bê loa lên đài lên rồi. Thì tối nay sẽ là đấu trường chân lý của Hero Team ở đây. Bọn mình sẽ live stream ở đây, một cái góc khá là đẹp. Cũng là một cái giường ngủ của Rô đây luôn. Thì bạn nào thì chắc là các bạn khi bạn xem video này á thì bọn mình cũng đã live stream xong rồi, mọi thứ nó đã diễn ra rồi. Bạn nào có mặt trong live stream tối qua thì nhớ lại comment xuống dưới cho mình biết nha. Và mình hy vọng là lúc mà mình đang quay video này á, nó cũng sẽ hy vọng là tối nay mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sáng giờ mình còn chưa gọi là ăn uống được cái gì và đang đói meo, đầu tóc tai bù rù với bạn đó. Dịch ngủ có 2 tiếng ngày hôm nay anh. Hôm nay mình ngủ có 2 tiếng thôi. Mình ngủ có 2 tiếng buổi tối để mình làm rất là nhiều việc từ sáng đến giờ. Đây là thành quả của mình một buổi sáng này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình cũng có 2 tiếng à. Đúng rồi, hy vọng là cái live stream này nó sẽ ổn. Ok. Mình sẽ kể bạn một câu chuyện kinh dị. Trước mặt mình là một cô bạn 3 tuổi. Hai. 20 tuổi. 20 tuổi. Chân bao nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn để làm gì? Con này. Mua cái gì? Có Doraemon. Rồi mua đi. Coi mập rồi mua bóng bay là okay. Trong buổi tối ngày hôm đấy thì bọn mình đã kết thúc live stream và đi ăn. Bên cạnh mình đây đang là một cái cậu bé mặc áo cam và bán kẹo cao su. Nhưng mà mình không muốn mua kẹo cao su để ủng hộ cho cậu bé đang đi bán rong này. Tí nữa thì mình sẽ kể cho bạn nghe sau. Ở bên cạnh mình thì ngay sau khi mà Mộc Duran đòi được quả bóng thì một nguyên
một đàn hội chị em ra. Anh Diệt ơi, anh Diệt ơi, mua bóng bay, anh Diệt ơi, em cũng muốn mua được bóng bay. Rồi xong, mình không biết nói gì luôn. Bây giờ chẳng lẽ em mua cho một đứa mà không mua cho mấy đứa còn lại, nó ghen tị chắc thì chết tôi luôn. Nên là mình sẽ đành phải mua cho tất cả mọi người. Người thì mua cái búa nè, người thì mua cái hình trái tim nè, người thì mua quả bóng con heo, nói chung là mua tào lao luôn. Có quả bóng Doraemon kia chắc chắn là của mập Doraemon rồi các bạn ạ. Đó. Còn cái cậu bé mà bán hàng rong ngồi cạnh mình á, mình giải thích vì sao mà mình không mua cho cậu ấy là bởi vì mình không muốn cậu bé này phải nộp tiền lại cho người khác. Tất cả những cậu bé bán rong ở trên đường phố Hồ Chí Minh á, hầu hết là được làm việc cho một tổ chức và sau đó thì sẽ phải nộp tiền về, nên mình đã quyết định là mình không mua. Nhưng mà không mua kẹo cao su thì thôi, nhưng tiền bóng bay thì vẫn phải trả, và rốt cục là mình mất hình như đâu đấy là 140.000 cho cái tiền bóng bay cho hội chị em cầm chơi vui, cho một đám con gái mà 20 tuổi hai mấy tuổi ở cầm chơi vui. Chắc tôi chết luôn nha các bạn. Quay trở lại cái câu chuyện của cái cậu bé kia. Sau khi mà mình quyết định từ chối mua cái kẹo cao su của cậu bé đó, nhưng mà mình cũng không đuổi cậu ấy đi, mà mình gọi cậu bé ngồi lại một chỗ và mình đã mua cho em ấy một suất cơm. Suất cơm này thậm chí còn đắt hơn rất nhiều lần so với cả một cái phần kẹo cao su mà em ấy bán cho mình. Nhưng mình chắc chắn rằng nếu mình mua cơm, em ấy sẽ được ăn. Ít nhất buổi tối ngày hôm nay em ấy sẽ được no bụng, chứ không phải là chỉ đơn giản là mang tiền về nộp cho người khác giống như cái cách mà em vẫn phải làm mỗi ngày. Nên là cậu bé này rất là ngoan. Mình đã hỏi em ý là ăn gì chưa và em nói là chưa, nên mình đã mua một suất cơm mang về cho em ý. Và sau một hồi thì thực ra là mình không mua kẹo cao su, nhưng mà mình rất là thương em ý và mình cho em ý 20.000. Và mình cũng không lấy kẹo cao su của em luôn mà mình cho em ý 20.000 thôi, cộng với cả một suất cơm hình như đâu đấy là 60-70.000 gì đó. Hay sau đó thì mình cũng được thảnh thơi gọi đi một vòng, ngồi lướt anh em, nhìn anh em ăn uống. Thực ra là cái hạnh phúc đối với mình rất là đơn giản thôi, được nhắm ngắm tất cả mọi người trong team quây quần lại với nhau, ăn uống, vui đùa là mình cũng cảm thấy mình rất là hài lòng và mãn nguyện rồi. Nhìn nụ cười mọi người mình vui muốn chết luôn á. Nghe thì nó hơi sến sến, nhưng mà thực sự hạnh phúc của một người trưởng team, của một người đàn anh khi đã lập ra một cái đế chế như vậy á, là chỉ muốn được nhìn các em mình vui, các em mình cười, mọi người được ngồi với nhau là một cái điều quá là hạnh phúc rồi. À quên, tính ra là ở đây còn có cả Island nữa chứ. Island là một người bạn thân của bọn mình á, nhưng mà bọn mình chưa được giới thiệu bởi vì tối ngày hôm nay Island mới xuất hiện cho buổi livestream của bọn mình thôi, còn các ngày khác là Island không có tham gia. Sau một hồi thì mọi người cũng quyết định là nâng ly. Ngày hôm nay thì mình xin phép được các bạn là hôm nay sinh nhật Hero Team, cho phép Hero Team ngày hôm nay được uống một ly bia nha. Xin phép bạn nha, hôm nay là vừa livestream sinh nhật Team xong thì hôm nay sinh nhật Team thì xin phép các bạn là cho Hero Team uống bia. Đó, và mọi hôm là không uống bia, không bia rượu gì cả, nhưng hôm nay là sinh nhật Team thì cho phép là uống một bia. Còn ông, lưng vậy? Đá này, đá Đá vô. Đứng thôi. Ông, anh Phan, Đức Phan. Thôi, đứng ba. Ui, khoa đau bụng đấy. Nha anh, đau bụng nha. Không, không, không sợ đau bụng, sợ ông lát cho ông ngủ á. Ừ, Thanh đâu? Nhạy cảm gì hôm nay xin phép các bạn là hôm nay sinh nhật Team uống bia đúng một bữa thôi, mọi ông uống đâu? Uống ly rồi, uống ly. Còn tay ở mại 1, 2, 3 rồi. Để cho bắt tay. Thôi nha, đúng cái kiểu bên đó. Uống được một ly thôi. Thôi em uống nữa. Có nghỉ không nghỉ hả? Thôi dẹp dẹp. Hôm nay sinh nhật Team uống một ly không được luôn. Không, cô chú thấy cô chú là không, cô chú quay video lại cô chú thấy. Thôi cắt đi đoạn, đoạn này cắt đi, đoạn này cắt đi. Không cắt thì mất vui anh em ở đây đông này, đoạn cắt đi. Hôm nay sinh nhật cả năm uống một ly bia cũng không được uống luôn. Làm người làm kỳ á. Đây là cơm này. Cơm này nó góc quay đây thì em cầm cái này. Rồi bây giờ vậy nè. Ok nha, em không quay trúng Phong là không biết Phong làm gì nhá. Em quay trúng Phong là không biết nhá. Phong uống cốc cay đây. Vô nào, vô nào. Rồi, một giọt là phạt gấp đôi nha. Rồi, hôm nay sinh nhật Team. Uống một ly. Rồi, anh em ở đây muốn một ly, nó vui. Rồi, ok. Không uống nha. Không uống coca các bạn. Không uống coca. Thấy chưa, thấy chưa? Không uống hả? Thấy không? Anh nổ, anh nổ hôm nay. Không. Rồi, ok, rồi. Ok, sau một hồi thì bọn mình cũng đã về đến Gaming House rồi. Lúc này thì tất cả mọi người cũng đều đang đi nghỉ. Mọi người đều đang rất là mệt mỏi sau một cuộc gọi là vui, hết nấc rồi. Buổi sáng sớm, mọi người đang chưa thức dậy và vì đã cầm camera đi một vòng để cùng gửi lời chào đến các bạn. Cảm ơn những bạn nào đã theo dõi cái buổi livestream của Vịt hôm vừa rồi tại sinh nhật của Hero Team. Và rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như không có mọi người, không có bạn fan chân chính thì chắc là mình không có ngày hôm nay đâu. Và cũng chẳng thể nào mà mình có một cái Gaming House, có Hero Team hay có tất cả những người anh em đang đi cùng mình cho đến ngày hôm nay. Thực sự biết ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào là fan chân chính của Hero Team, xem xong video clip này thì nhớ để cho mình một like này, một subscribe, bên cạnh đấy thì nhớ vào cái chuông vào chuông bấm thông báo tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mỗi khi mình ra mắt nhanh em ơi.
Mọi người thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, còn vì thì đang đi gõ cửa từng phòng đây. Bye bye anh nha, hẹn gặp lại clip sau.